giờ chiếc lưng thì làm sao quay? Sầu riêng, sầu riêng. Chợ nổi cái răng. Rồi xong, chín rồi, chín đòn rồi, chạy không thoát rồi. Móc dây thì thôi. Thôi đừng ăn cái đó, vú sữa hoàng kim ăn không ngon lắm. Vú sữa hoàng kim ăn không, ăn không có ngon lắm. Em ăn rồi mà, nhà có vú sữa mà không ăn đâu. Người ta kiểu cầm bông hoa mình nhìn như vậy sao đây luôn. Mấy đồ kêu rồi. Đây cô bán sữa đậu lành với cháo. Đậu lành đó không bao 10.000 hả? Dạ có không muốn đâu. Không phải đá 10.000, không phải sữa 15.000, thì dứa 20.000 cái là cần, bữa nay nó sổ luôn. Thường thường nó bán chỉ dứa 25.000 thôi mà bữa nay chỉ bán 20.000. Sữa đậu lành. Nhưng mà người ta treo trên cái cây nhỏ quá không có thấy luôn á. Dạ. Đồ ăn sáng bán đâu anh? Dạ bún riêu cua, bánh canh cua, hủ tiếu Long Giang anh. Dạ. Hello, bây giờ em ghé cho mình ăn sáng nha. Hello. Ăn sáng uống cà phê ha. Có nhà vệ sinh luôn. Sau đó sẽ đi tham quan ha. Chị Thúy, hello chị Thúy. Đây là mẹ vợ. Mẹ. Đây là gì? Dạ. 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 Nổi đúng sôi nổi luôn á. Kệ nó đi. À, đi bán phải bắt đi nhỉ. Nhưng mà chợ này sôi nổi ghê, đúng chợ nổi luôn á. Chợ nổi đúng sôi nổi luôn. Chưa có quấy lên mà.
mua qua đây là tí nữa ăn không hết đâu. Mùi béo cháu có cái mùi béo gì mà giá ra cái gì đâu. Đòi uống rồi uống. Thế là hết rồi chẳng có gì. Rồi mình vô trong cửa áo phao để bao ghế đem đi cả nhà ơi. Mình ăn sáng nha.